Dương xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Vợ Việc Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Thì hôm nay Dương sẽ quay những cái hoạt động ở trong gia đình với cậu. Rồi gia đình Dương có đi ra ngoài thì Dương sẽ quay cho cả nhà mình xem. Thì sáng nay Ranvi sao nó cũng hơi quấy cả nhà. Hôm qua Dương dẫn nó đi chơi, cái nó về sao sáng nay nó quấy quá trời, nó thức sớm á. Cái bây giờ nó ngủ lại rồi cả nhà. Dương thì mới nấu cháo xong mà bây giờ thì chuẩn bị ăn sáng rồi cả nhà. Hai mẹ chồng với mợ Dương ăn sáng nè. Mợ nãy giờ kêu Dương quá trời mà Dương đang bận nấu cháo cho Lan Vy á, cho nên là mẹ chồng với mợ ăn trước xíu rồi giờ Dương nấu cháo xong rồi Dương ra ăn chung nè. Đây là bữa sáng của gia đình Dương. À, bánh idli nó giống như bánh bò vậy đó, với bánh dosa nó giống giống bánh xèo vậy đó. Cái này là nước sốt dừa dừa khô. What is it, anh Chutney. Chutney với rơm quá. This is with the rơm này groundnut peanut. Cái này là nước sốt đậu phộng. Đơn giản là vậy thôi nè cả nhà. Nước sốt đậu phộng mà làm nó hơi chua chua. Ở Ấn Độ thì thường ăn mấy cái món này nè, chủ yếu là đơn giản lắm. Mẹ chồng Dương với lại mợ mợ thì đang nấu ăn nè. Đang nấu đậu đậu xào này cả nhà. Đây đậu xào mợ đang để gia vị vô, xào củ hành tỏi với mấy cái gia vị Ấn. Nó là phải bỏ bột cà ri, thì ở Ấn người ta không có xài cái bột cà ri mà đủ loại thành cà ri, người ta bỏ từng loại à. Như người ta bỏ nghệ nè, mà mới bỏ nghệ vô á. Bỏ bột ớt nè, rất là nhiều bột ớt đó, rất là cay luôn, món ớt là phải cay. Mà có cái cây kẹp cái chảo nhìn lạ lạ cả nha. Nào giờ Dương cũng mới thấy cái kiểu kẹp này nè. Thường mình hay dùng cái tấm nồi nhắc của mình đó, mình kẹp không, mà cái này kẹp bằng cái cây inox này. Bà nội Ranh Vi thì thăm cháu dùng cho Ranh Vi. Mẹ Dương bận chăm Ranh Vi, ba Ranh Vi đó thì đang làm việc rồi, cho nên bây giờ nhờ bà nội thăm miếng cháo cho Ranh Vi ăn. Rồi bà nội thăm cháo cho con. They said it's the only dish without any spice. Learning? Huh? Như thế này. Learning Indian food? Learn nè. Ăn đi cúc nè, ăn đi cúc ngon. She's a vegetarian expert. Anti là nấu chuyên nghiệp, nấu đồ chay á, cho nên là học thử rồi sao? Học thử nấu đồ chay, tại vì cũng lâu lâu mình đổi, mình ăn chay mình chèn chen vô cho nó tốt. This one? Cái này không biết. Cà ri. Đây là cà ri.
không trừ cái lá, lá hơi lạ, không biết Việt Nam đâu hay đắp lip. Việt Nam không có cái lá đó, lá hơi lạ lạ, không biết ở này còn dễ. Giờ nhà của Dương tới giờ cơm trưa rồi cả nhà. Ở ăn với mẹ với mợ thì giờ theo Ấn Độ á 2 giờ mình mới ăn cơm trưa. Đây nè, nãy mợ nấu đó. Như anh chồng như với Đan Vy. Ăn gì cũng lại kiếm ăn hết á. Thổi. Thổi kìa. Rồi nó thổi á. சரி இன்னைக்கு போலாம் நாளைக்கு போலாம் இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்க நீயோ போலியா கோட்டு மியூசியம் டுடே மியூசியம் நாளைக்கு போகலாம் அவனை சரியாக சாப்பிடலாம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அவனுக்கு லைட்டாக மூக்கு வரையுது Đây là con của cậu vừa đi học về nè. Ở bên đây 1 giờ rưỡi là tan học rồi cả nhà. Còn đây là đồng phục của trường, trường này là trường Ấn, mà trường Ấn mà ở bên Qatar. Đây là đồng phục nè. Chào cả nhà. Hôm nay là Dương không có định đi ra ngoài, Dương định là ở nhà cả nhà. Mà Randy nó tới giờ nó ăn uống rồi xong cái nó dành nó đòi đi ra ngoài, nó không có chịu ở trong nhà. Thấy vậy thôi dẫn cho mẹ anh chồng Dương với Randy đi ra ngoài luôn. Chứ định là hôm nay không ra rồi. Tại thấy hôm qua Randy nó về cái nó hơi khó ngủ, lỗ mũi nó hơi khịt khịt đó cả nhà. Tại khí hậu ở đây nó cũng hơi lạnh lạnh á, cái làm như nó chưa có quen á. Chứ thấy vậy muốn ở nhà mà nó không chịu cả nhà ơi, nó đòi đi rồi. Cho nên bây giờ Dương dự định là mình đi gần nhà thôi. Mình đi qua downtown rất là gần 1 km rồi. Bây giờ nhà Dương đi bộ qua bên đó. Đó là cái cổng của cái place người ta sinh sống ở trong đó. Kiểu nhà quá trời giàu. Cả nhà thấy nguyên cái góc đường đó là có cái bức tường cao cao không? Đó là cái place á, là cái nhà của người Ả Rập mà họ ở á. Khủng khiếp rộng luôn, nguyên một cái con hai góc đường luôn, rộng như vậy đó cả nhà. Tường che hết như vậy luôn, đó đó. Còn đó là cổng chính bên cái hướng đường đó. Quá trời rộng luôn cả nhà ơi. Anh chồng Dương nói cái nhà đó chắc có 100 người giúp việc á. Bây giờ nhà Dương đi bộ tiếp tục để mình đi qua cái downtown mình chơi. Còn chút nữa là tới rồi, tiện lắm. Dễ đi luôn, đường xá đồ lề đồ, đi bộ thoải mái, rộng rãi lắm. Giờ chuẩn bị băng qua đường nè. Giờ chuẩn bị quăng đi qua đường, chờ đèn xanh cho người đi bộ quăng băng qua đường nè cả nhà. Đường xá ở đây đẹp quá cả nhà ơi, thoáng mát dữ lắm. Ồ thoáng rộng, đâu ra đó là dễ nhìn, dễ thấy lắm. Giờ Dương băng thẳng lên trên đó coi Dương chùm lên Vi nó. Gió cũng lạnh lạnh mà giờ này cũng chưa lạnh lắm mà Dương sợ nó bệnh. Dương chùm nó coi nè. Ồ chùm nó coi nè, gần như là gấu bông luôn. Nay đòi đi chơi nữa, dữ lắm. Đòi đi chơi. Con chào ông bà cô chú đi con. Nam Vy chào mình nè con. Nam Vy ơi, con chào ông bà cô chú. Nam Vy chào nè.
nè con, làm bộ ha, làm bộ lấy tay ra ha. Nè con chào đi. Bay bay đó, giữ chắc nha, bay á. À, Dương băng qua con đường là Dương tới Đào Thao rồi nè cả nhà. Hiện tại là Dương đang đi bộ ở trong Đào Thao rồi nè. Để Dương quay cho cả nhà xem nha. Cái khu Đào Thao này là người Ả Rập người ta sinh sống rất là nhiều luôn cả nhà. Thì coi như cái khu này là người Ả Rập bản địa người ta đang sinh sống ở đây á. Để Dương quay cho cả nhà mình xem nha. Hả? Go around first. Cả nhà thấy không? Người Ả Rập người ta đang uống cà phê, người ta đang ăn trưa. Đây là cái khu mà người bản địa người ta sống nè. Rất là tiện nghi. Trong nội khu là họ có xe tram chạy trong cái nội khu này nè. Đây là nội khu á, giờ là họ lót bằng cái đá này nè. Là cái đường mà hai cái rãnh đó là cái đường cho xe tram á, xe tram chạy bằng điện á, họ chạy trong nội khu. Bà nội mỏi chân rồi, ngồi lại với ba đang đi. Vi mỏi chân hả con? Ba massage cho con hả? Trời ơi thương quá trời. Hôm nay đòi đi chơi nữa. Rồi con đi chơi con thấy gì chưa? Hả? Con thấy người bản địa người ta đang sinh sống, người ta đang đi trong khu, người ta ăn uống đó. Hiện tại là đang có AFC Cup á, nên họ đi đâu họ cũng treo cờ tất cả các quốc gia trên thế giới hết, họ treo cờ vậy nè, đi đâu họ cũng treo vậy nè cả nhà. Đây nè, họ bắt mấy cái nhà hàng họ bắt bàn ghế ở ngoài đường vậy nè. Thì Dương thấy Ả Rập người ta thích ngồi ở ngoài phía không gian ngoài như vậy nhiều lắm cả nhà. Làm không gian rất là xanh, trồng cây rất là nhiều. Đó, cái người mặc đồ trắng trắng quấn cái khăn là người bản địa cả nhà, ở đây bản địa là người ta mặc đồ như vậy đó. Đó là đàn ông, còn phụ nữ thì người ta mặc đồ màu đen không à, màu đen người ta chùm kín hết luôn. Hiện tại thì Dương đang ngồi ở cái trạm xe để mình bắt xe tram mình đi nguyên cái nội khu này nè cả nhà. Nè, Dương đang đứng chỗ cái chỗ số 8 đó, đó là cái trạm mình cứ ngồi ở đây, xe tram tới tự động người ta dừng lại cái người ta đón mình nè. Thì mình đi một vòng nguyên cái khu vực này khoảng 12 phút là mới hết cái khu vực này cả nhà. Nhưng mà miễn phí, mình không cần mua vé gì hết á, cứ lên xe đó người ta chở mình muốn xuống điểm nào tùy mình thôi à. Là vòng vòng nội khu Đào Thao á. Đây xe tram đây đang tới nè cả nhà. Bây giờ Dương đi lên xe. Dương đang ngồi trên xe tram nè cả nhà. Thì họ chạy có một cái đường ray game nhưng mà chạy bằng xe điện á. Thì họ đi vòng vòng cái nội khu này nè. Cảm giác rất là êm cả nhà, nó không có ồn ào, không có gì hết á. Rồi đường đi thì nó cũng mình ngồi thì thấy nó mượt mà lắm, không ồn mà đường rất là mượt mà dễ chịu. Đây là nội khu Đào Thao mà người Ả Rập, mà người Qatari á, người bản địa người ta đang sinh sống ở đây nè. Thì cái khu này là cái khu căn hộ á, nhưng mà nó thuộc dạng gọi là cao cấp á cả nhà, là trong nội khu là có đầy đủ hết.
Tới cái trạm cái bắt đầu họ dừng lại, họ đón khách rồi. Khu này thì nhà hàng quán ăn đồ họ phục vụ ở ngoài rất là nhiều luôn, họ thích ngồi ở phía ngoài không bán ăn uống. Rất là đẹp cả nhà, rất là hay. Khu downtown là kiểu giống như người Ả Rập họ sinh sống ở đây rồi họ tận hưởng cuộc sống ở trong nội khu á cả nhà. Nghĩa là trong nội khu nó sẽ có nhà hàng, khách sạn, quán ăn, cà phê rồi mua sắm trong đây luôn. Nhưng mà có điều đặc biệt hơn á là họ có xe tram đó, đó là miễn phí để cho người dân họ là lên cái xe đó muốn ghé quán cà phê thì tuột xuống, gọi là xuống dân đó, họ dân kêu tuột xuống mà họ lên rất là tiện, họ khỏi cần phải lái xe hay gì hết. Chỉ cần bước ra cửa nhà là bắt đầu mình lên cái xe tram đó, là xe tram nó sẽ chở vòng vòng cái nội khu này hoài vậy nè. Cái tới cái trạm số mấy mà tới nhà hàng hay quán cà phê nào họ muốn thì họ đi xuống, ăn uống xong thì họ lên xe tram họ đi về nhà, cứ vòng vòng trong nội khu vậy đó, hay lắm cả nhà. Dung quay cái kiến trúc khu căn hộ cao cấp ở bên Qatar. Đó. Tất cả cái này là căn hộ, khách sạn gì có đầy đủ ở trong cái nội khu của họ hết. Rất là hay, rất là đẹp. Rất là sạch, sạch vô cùng sạch luôn cả nhà. Sạch sẽ dữ lắm, sạch. Còn đây là mấy cái quầy, hầu hết tất cả các đất nước đều có mấy cái quầy này bán đồ ăn ở đây nè cả nhà. Hồi nãy anh chồng Dương ngồi cái phía kia gặp Việt Nam nữa, mà Dương ngồi cái phía mép bên kia, cái Dương quay mép bên kia, anh chồng Dương kêu Dương quá trời nhưng mà không quay được tại Dương ngồi khác phía á. Nè, là họ làm mấy cái low cost vậy nè, là tất cả các nước mà bán, có Việt Nam mình bán ở đây nữa đó. Có nhỏ nhỏ này nè, mỗi một nước người ta sẽ bán đồ ăn á. Đây, đây là Australia, Syria. Người ta bán chiều chiều tối người ta bán này cả nhà. Chiều tối người ta bán. Giờ này thì bắt đầu chuẩn bị thôi chứ họ chưa có bán nhiều, có người bán sớm. Có một chỗ thì họ chưa bán. Đây là Japan, Nhật Bản này cả nhà. Tới đây nữa để Dương xem nước nào. Dương đang chờ Dương quay lại để Dương coi quầy của Việt Nam. Cái này là Iraq, Malaysia. Quán kem. Ở đằng trước đó là Republic of Korea. Cái này là Hàn Quốc. Việt Nam chắc trên kia chưa tới. We have at the head of Corporate Station, which is nearest to Mushira Museums and Mushira Inns. So restaurants and cafes, and Mandarin Oriental Doha. Thank you.
đi vô đây mua bánh ăn nè cả nhà. Ta bán đủ đồ kiểu như siêu thị mini á. Bán ba cái sốt tùm lum sốt hết trơn. Tính đi tìm mấy bánh ngọt người ta làm á mà không thấy. Thấy toàn là bánh hả? Này gia vị. À, bánh ngọt ở bên đây có thêm nè. Bên đây có thêm bánh ngọt nè. They don't have the sweet we want. Chồng nhưng mua đường hộp bánh và tính tiền đi ra. Bây giờ về nhà rồi nè cả nhà. Lúc đi á mình không biết đường, mình coi Google cái hơi lòng vòng, chứ thật ra đi rất là gần luôn. Lúc Dương về á, băng qua đường cái đi chút xíu là tới rồi đó cả nhà, gần lắm. Đây, mở cửa cho vô. Đã xong ngày hôm nay. Dương xin tạm dừng video hôm nay. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like, share, subscribe, ủng hộ cho kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan nhé cả nhà. Cảm ơn rất là nhiều.